Chào các bạn, trong những 5 tháng kháng chiến chống Mỹ gian nan và vô cùng ác liệt, người Mỹ vẫn truyền tai nhau về một người phụ nữ Việt Cộng huyền thoại có khả năng bắn tỉa vô cùng chuẩn xác. Người phụ nữ khiến giới tướng lĩnh Mỹ vô cùng khiếp sợ, giống như một bóng ma thoát ẩn thoát hiện, thường xuyên tấn công các sĩ quan cấp cao của Mỹ và Ngụy, mặc dù được canh phòng cẩn mật với hàng hàng lớp lớp mật vụ tình báo xung quanh. Nhưng những tên sĩ quan này vẫn mất ăn mất ngủ bởi mạng sống của họ có thể bị lấy đi bất cứ lúc nào. Điều đáng nói là người có khả năng kinh thiên động địa đó lại là một người con gái, người mà chúng chưa gặp bao giờ, chỉ được đám tình báo phác họa theo dệt lại như một huyền thoại. Trước tình hình đó, giới tình báo quân sự Hoa Kỳ xác định lữ xạ thủ huyền thoại của Việt Nam là mục tiêu số 1 phải tiêu diệt, nhiệm vụ lặng lề và vô cùng áp lực này chỉ được phép thành công không được thất bại. Bởi vậy, họ đã cử đến một tay súng bắn tỉa chữ danh của thủy quân lục chiến Hoa Kỳ có biệt danh là Lông Trắng. Cuộc đụng độ kinh điển đó vẫn được giới cựu binh của cả hai phía giới tuyến truyền tai nhau về sự gay cấn và căng thẳng đến từng hơi thở. Sát thủ mà CIA cử đến là một lính bắn tỉa chữ danh có biệt danh Lông Trắng. Bởi lẽ mỗi khi làm nhiệm vụ, hắn thường cài cái lông trắng trên chiếc mũ ngụy trang. Đối tượng mà CIA muốn tiêu diệt là lữ xạ thủ bắn tỉa số 1 Việt Nam có biệt danh là Apache. Địa điểm khu vực đồi 5 năm thuộc mặt trận B5 vào năm 1968 trong chiến tranh Việt Nam. Ngọn đồi 5 năm còn gọi là núi đất. Ngọn đồi có vị trí chiến thuật là kiểm soát được cả một vùng chung quanh. Lên thủy quân lục chiến Hoa Kỳ và cuộc hành quân chiếm lấy, Việt Nam chôn mìn dày đặc cả khu vực. Với sự yểm trợ của tiểu đoàn 3 công binh Hoa Kỳ, thủy quân lục chiến phá mìn và tiến chiếm ngọn đồi vào đầu tháng 1 năm 1966. Quân Mỹ đã đặt những khẩu đại bác 105mm trên căn cứ đó. Đồng thời, đại úy Edward Zimmerman điều khiển một tổ bắn tỉa với xạ thủ chữ danh, biệt danh là Lông Trắng để bảo vệ căn cứ trên ngọn đồi. Về phía Việt Nam, điều một tổ bắn tỉa vào mặt trận B5 do tướng Hoàng Minh Thảo chỉ huy với nhiệm vụ triệt hạ Lông Trắng. Ngày 1 tháng 5 năm 1968, Bộ Tư lệnh B5 ra lệnh cho Trung đoàn 27 bao vây căn cứ Mỹ trên ngọn đồi. Một trung đội 25 người được giao nhiệm vụ sau khi xây dựng công sự, hầm hào chiến đấu, cấp trên sẽ điều một tổ bắn tỉa vào. Nhiệm vụ của trung đội là vừa chiến đấu gây thiệt hại cho quân thù, vừa bảo vệ tổ bắn tỉa cách căn cứ Mỹ 1 km. Ngày 10 tháng 5 năm 1968, tổ bắn tỉa từ Hà Nội đến đã vào vị trí, năm tay bắn tỉa với 5 khẩu súng Hungary vào vị trí ở suối Lăng Hô. Chiến sự diễn ra vô cùng ác liệt, đạn pháo quân Mỹ bắn ra liên thanh, cày lát một vùng. Cùng với những lính bắn tỉa chuyên nghiệp, quân Mỹ đã gây ra cho quân đội Việt Nam rất nhiều khó khăn. Hồng ép huyền thoại bắn tỉa Apache một mình đột phá phòng tuyến. Hôm đó, Lông Trắng và trợ thủ là John Jolenburg bị xạ thủ của ta theo dõi và bám sát ở khu vực đồi 5 năm. Vì cũng là một tay thiện xạ chuyên nghiệp, nhận diện được mình đang trong tầm ngắm của đối phương, ngay lập tức tên sát thủ di chuyển vị trí liên tục và ngụy trang một cách tài tình nhằm thoát khỏi sự đeo bám của Apache. Sự căng thẳng thể hiện rõ trên khuôn mặt của cả hai người, bởi một lẽ cả hai đều là những xạ thủ chuyên nghiệp, chỉ cần có một chút sơ hở là họ có thể dính đạn của đối phương bất cứ lúc nào. Sau một hồi rượt đuổi, đeo bám mục tiêu nghẹt thở, lúc đó bầu trời Quảng Ngãi nắng gay gắt, tên sát thủ người Mỹ đã mỏi mệt và không quen với khí hậu của Việt Nam nên nhiều lần hụt sức, hắn nằm bất động bên một sườn núi thở hổn hển để lộ một phần đầu trên nền cỏ xanh. Thời cơ đã đến, xạ thủ Apache đã đưa ống ngắm nhắm thẳng vào mặt tên sát thủ, nín thở bóp cò. Tưởng chừng mọi chuyện đã an bài, thế nhưng trong lúc sinh tử đó, tên sát thủ Mỹ bất chợt nhìn thấy tia sáng lóe lên, phản chiếu do ánh mặt trời phát ra từ ống ngắm sau một bụi tre. Bằng kinh nghiệm chiến đấu nhiều năm, tên sát thủ đã xoay người tránh làn đạn, hướng lẳng súng về phía ánh sáng phát ra, rồi theo bản năng, hắn vội vã bóp cò, viên đạn xuyên qua ống ngắm trên thân súng, đi vào mắt, giết chết nữ xạ thủ của chúng ta. Ở khoảng cách 457m, sát thủ Lông Trắng, hú hồn hú vía vì thoát chết trong gang tấc. Hắn vô cùng khâm phục lòng dũng cảm và tài năng ngụy trang khéo léo quần nữ chiến sĩ anh hùng, rồi lại thầm cảm ơn trời Phật đã giúp hắn thoát chết. Mà sau này, mỗi khi nhắc lại, hắn phải thừa nhận rằng tiêu diệt được xạ thủ Apache là một nhiệm vụ khó khăn nhất trong cuộc đời của hắn. Quần nữ chiến sĩ anh hùng lúc chị hy sinh, không một ai biết tên thật của chị,
và mãi mãi chị vẫn là một huyền thoại của dân tộc Việt Nam ta, người phụ nữ luôn ám ảnh giới tướng lĩnh Hoa Kỳ ngay cả trong những giấc ngủ.